chiku ni ente a yi ade men dong dong de hu bu bap can này. Yo, hello anh em, rất vui khi anh em đã quay trở lại với BQL Gamer Channel. Hai, tình hình là Handicraft Evolution đã bị xóa khỏi CH Play rồi, nên thôi mình chuyển sang đánh Liên Quân ít hơn. Và trận cú lên cao thủ anh em ạ. Cho xin đường cây sơ. Lũ đang tính xin đường cây sơ mà thanh niên Tuấn Zeros giành lan rồi, cho nên thôi DSB. Yo, và một lần nữa chào mừng anh em đến với kênh BQL Gamer Channel. Clip đầu tay về game Liên Quân Mobile. Với một vị tướng khá là ảo meta, Thánh Nữ Magia. Đi ở vị trí support. Team bạn có khá nhiều tàng hình cho nên mình sẽ lên đại địa ma nhãn trước. Đối thủ lần này của chúng ta là Toro và Senel. What the fuck, nó méo có ai đây à? Ê đù men, bứng ganh sớm vậy. Hút máu lại nè. Ui, bò hót hụt. Ăn chỉ một nè. Ui, vãi, sắp đem đâu thế. Ừ, lui nhị. À, mà thấy gấu cầm hàng xuống kìa. Mấy cái con bướm này, má ơi xém chết. Đúng rồi, hay lắm gấu. À, giờ còn hai thằng này, hồi nãy tụi mày đánh ai? Má ơi, con bò nó trâu kìa. Đủ, đánh không chết con bò luôn. Hơn là pha đó có gấu với mít xuống, chứ không thôi thì mình cũng khó mà giữ được cái mạng. Hình như đường giữa có bên lộn, lên ăn hôi. Ê đủ, chưa lên tới nơi thì gấu bị Ken giấc mẹ rồi. Để lên phụ mít giữ cái lane, chứ có mình AD lên nó hấp gì mà AD. Rồi thấy, đường trên thì Lubu để đập chết được Wukong. Vậy thôi, mình về lại lên dưới, cày cho lên cấp 4. Con Toro tính móc cua mình kìa anh em. Ê đủ, chơi luôn à. Có con cua thôi mà căng vậy. Ôi vãi, Toro giọng chứ cua luôn à. Má ơi, tao nói chứ hai con tăng cơ bánh lộn nhau. Ông nội Wowlet đứng ngồi bánh gãy súng luôn, không mất máu nữa. Mấy con bướm nó lại ganh mình nữa. Mẹ, đứng lại và nói chuyện với nhau như hai người đàn ông coi. À quên, hai người đàn bà chứ. Mấy nó xuống nó quen con bướm vô mặt mình xong nó chạy. Mấy con bướm ad đù. Ê chơi lớn. Má tính hội đồng tôi gì. Vãi, lăn. Máu. Sao mà chết được. Chết mẹ. Vãi cái chung bị. Mình bấm liệt có tóc biến luôn á mà không tỉnh được. Cái chết vừa rồi chỉ là lỗi kỹ thuật thôi nè. Để mua cái gì kiên cường chứ. Crazy quăng bướm rác quá. Ad đù. Ê để mình dê vậy. Hình như là thanh niên Ken đi cướp rừng xong rồi bị hội đồng. Mém tí nữa thì AD mình cũng đi theo rồi. Cái định mệnh. Thằng khứa này mày chạy đâu, rượt nó gấu. Đã có chiêu một nè. Chiêu một. Làm chậm nè. Ủa, ê đù, gấu. Thí mỉ. Lăng. Hút máu. Ui. Hút máu. À, Sao mày chết được. Hay lắm gấu ơi. Này thì chim mồi hội đồng tao này. Tính rẹp phải đó mình cũng hên. Chiều 2 nó hồi không kịp là đi đời mẹ rồi. Gấu đang ăn rồng. Vô phụ gấu liếm con rồng anh em ơi. À đù, một không. Mở tâm nhìn lên nào. Trời ơi, sao mày chết được. Mình lên tăng một không ơi. Rồi, chạy đâu, giờ mày chạy đâu. Mày chạy đi đâu. Ui, dưới này gấu đang bị bò giấy. Cứu gấu. Bò. Thôi, con bò ở đâu, thiếu mẹ luôn. À đù, con bướm nữa. Ui, gì đấy, bò được ai đấy. Ui chết mẹ bà vòng, chiêu cuối, ní anh tì. À dĩ AD mình. Ui, đồng thế, hút bóc. Ken này. Hút lại máu rồi nè. Bò, má con bò trọc. Trời ơi, Ken triple kill kìa anh em. Rồi, còn ai? Lubu, mình với Lubu. Chờ được, mình còn hút máu. Giúp con bò. Hút máu lại. Hít, hay. Nên thằng kia chạy mất tiêu rồi. Ken nó 43. Á đù, hello. Đi đâu đó bạn ơi, ụt né nhẹ con bướm là miếng máu có đã. Mình để cái gì kiên cường rồi, cũng không quá ngại con bướm. Ngon, mày ra đây. Bướm đi về luôn rồi. Trang bướm. Đường giữa support của nó đang đẩy. Để mình lên mình giữ lại cái đường giữa. Xe này eo thì chả có quá gì để mà sợ. Mình vẫn còn chưa cuối. Hey, hello, giao lưu bạn ơi. Ê đù, chơi luôn à. Rồi giờ sao chết. Xem mình giết được nhau. Hút máu nè. Chạy. Phải cái xe nèo. Mít với sub AD vẫn chưa lấy được cái trụ dưới. Mít đây. Giữ lên mít đây. Tôi xuống tôi lấy trụ giờ. Ủa xe nèo nó chưa cứu xuống đây rồi nè. Thôi thi mẹ rồi. Ngồi không nó cầm hai bùa ra kìa. Ui má có cái can nữa kìa.
Chiêu 1 làm chậm nè, chiêu 2 hút máu nè. Rồi ngon, candy rồi, còn lại ngộ không. Ngộ không này, ôi chết mẹ, bướm xuống tóc biến nè, mình chưa có đủ kháng phép, ở lại bướm nó sẽ chết đó. Cái thằng khứa Toro này nó không coi trụ nhà mình ra cái gì. Để mình lên thêm ít kháng phép, chứ bướm nó có máu đau quá. À, bướm núp lùm kìa, bướm núp lùm này. Không sao, mình còn chưa cuối, mình còn nhay được. Ngon mà ra đây, mày ngon mà ra đây. Chiêu 1 nè, chiêu 2, úi chết mẹ. Uầy, vãi thật chứ. Phè đó không tỉnh để bấm chiêu cuối được luôn á. Tụi nó vô một CC ghê quá. Bướm bạn 1-2 nhưng có tới 7 mạng hỗ trợ kìa. Bướm đánh khá tốt ấy. Gì đây? Vãi kẹt khen. Thanh điên. Rồi, ra giữa lan. Lubu đang giúp mình giữ cái lan dưới. Mình với con bò giờ mà đánh nhau thì không biết tới khi nào hai đứa mới chết. Một đứa thì trâu, còn ở nơi kia thì hút máu. Ê đục, tim mình tính ăn cây sờ à? Để mình quét nốt con cua này rồi lên. Ê đủ bò chơi mình à? Vô, thích thì chúng ta giao lưu. Ê đê với gấu mình đang tới, méo sợ. Ê đù, Senel nó cũng tới luôn. Trời ơi, đánh kiểu này thì còn lâu mình mới chết. Hút máu lại nè. Nhẹ chưa một lấy nội tại nè. Hút máu lại pha nữa nè. Rồi, gấu quét hết rồi. Một mạng. Tiếp tục kiếp. Ê đù, mé tội. Gấu làm hết nhưng mà cuối cùng gấu lại được hai mạng hỗ trợ. rừng ơi, canh cây sơ rừng ơi. Một khổng lụm cây sơ giờ. Bộ xanh con nè anh em. Lụm, à đù đù, can. Đúng rồi, bắn cái đi ơi, có làm chậm nè. Bắn đi, hút máu nè. Chạy đi đâu. Hay, nói chứ nếu phải đó mà không có AD thì chắc mình cũng chết rồi. Ê đủ men, ngủ không lụm cây sơ thiệt nè. What the fuck, nãy giờ không để ý. Con bò và con bướm nó đang đẩy cánh dưới. Ba thằng còn lại thì không biết đi đâu. Mà để con cây sơ bơ bơ đây. Má ơi, tao nói chứ, lên tăng đánh con này chứ tới sáng mai quá. Ê đù, ngủ không úp sọt mình. Xe đi cũng tới luôn. Lặng, hút máu nè. Chiêu 1 nè. Hút máu lại cái nữa nè. Mấy ơi, con bò cũng lên phụ giấy nữa. Rồi, mình thấy gấu cầm hàng đi tới rồi. Ê đù, gấu đi tới xong gấu lại đi lui à. Trời ơi, nó băng trụ luôn kìa. Ồ thôi xong rồi, Ken nó ngắm mình rồi. Mấy ơi à, có cây sơ thì mới đại lính ghê quá. Rồi, mình ra rồi anh em ơi. Đếp đằng giữa. Rồi, không mở con bát rồi. Trời ơi, không mở con bát cho bò. Ơi còn lại cứ để mình con bát đè đánh bố luôn anh em. Má ơi, con bò nó trâu khủng khiếp. Trời ơi, kết hợp với xe này búp giáp nữa. Bây giờ thì mình hiểu vì sao nó chọn hai con này rồi. Thôi tí, hết chiêu cuối. Trời ơi, Yuka ơi là Yuka, sao đoàn bắt tăng không vậy? Mấy ơi, cánh bướm tử thần. Thêm cái thằng Ken cứ trực chờ quét máng nữa. Nhưng mà team mình ra đông đủ rồi. Hên là pha đó vẫn đếp được. Rồi, kia sơ ra rồi anh em ơi. Kia sơ, biến kia sơ. Đúng rồi Lubu ơi, chạy lên kia sơ đi, lẹ con kịp. Chứ để tim nó bao kia sơ là hơi bị nhanh luôn á. Ngộ không nó biết chơi ngang, hồi nãy nó ăn lé một con kia sơ rồi đó. Rồi, biết ngay mà. Trời má ơi, tụi nó ăn nhanh dữ rồi. Thôi sao, thấy mẹ rồi, mình dùng chiếc cuối hơi sớm rồi. Dùng vô hai con bò này thì có tác dụng méo ở đâu, úi chà. Dưới kia AD giết được Chrissy kìa. Căng thế, hình như mình mới thấy Ken cùng ở dưới đó thì phải. Chu. Hey, Lưu bố ơi, what the fuck, bò giết chết mít rồi. Rồi, Lưu bố double kill rồi, ngon. Vậy thì làm một ổ con bò này thôi anh em. Thôi giờ không chạy đâu nữa ông ơi. Ở lại ngon ngọn làm bò cô bé đây. Ồ, Ken, vô đây. Nhào vô đây, mình còn chưa cuối mình cắp sợ. Rồi, gấu tới. Gấu cây bò từ đầu game tới giờ là sao á. Cơ bát thấy toàn bắt cho bò thôi. Mà ơi, đánh cả buổi nãy giờ mà không mất được nửa máu. Rồi, Lưu bố tới rồi. Ba đánh một, không chọc thì cũng cùi. Thêm AD bắn nữa, chạy á. Muộn rồi bạn ơi. Thanh niên Ken bỏ ra mít luôn. Cũng tội, bắt mình thì mình méo chết. Còn bắt gấu có khi gấu đập chết ngược lại nữa. Chù, AD bắt lẻ ngồi không tìm địch. What the fuck. Rồi, AD đi luôn. Trả thù cho AD nè anh em. Thôi tàn hình gì nữa bạn ơi. Tôi bật xe linh gan lên rồi. Một mạng. Má con khứa bướm nó hành mình từ đầu game tới giờ. Ad đủ bướm tóc biến ngược. Rồi vậy thì bạn xác định với tôi rồi. Chạy đi, đâu nè. Bướm để chết rồi thì giờ bò với chim ra đây. Mình còn hai luôn. Mình không giết được hai bạn nhưng mà hai bạn cũng chả có cách nào giết được mình. À, tính bắt mít mình hả? Đâu có dễ. Chiêu 1 nè, chiêu 2 hồi máu nè. Trời má ơi, thêm cái nội tại từ cái giáp gai e nữa. Thanh niên chim bất lực, kéo quần lên đi về luôn. Còn mỗi bò lại đây thôi. Mấy mà ông nội bò này, ông nhây thiệt chứ. Thôi để tôi lấy mẹ cái trụ cho lại. Ê đù,
tính ra chơi nữa này anh em. Má ơi. rồi sao đánh đi thiệt mệt mỏi quá rồi. Giờ em nằm ra đó, à, anh làm gì làm đi, đánh nãy giờ 500 hiệp ba con và con đầy máu rồi. Rồi lưu bố bật chế độ nghiêm túc rồi, mở cuối bay vô đạp rồi. Rồi thêm cái tin của bò gấu để tới. Ái chà, anh ngồi lượn lờ bên ngoài kìa. Bò này này thì nhây này, thêm con bướm nữa. Ô bướm bướm bạo khẩu rồi bạn ơi. Má ta nói chứ đúng kiểu trâu bò với nhau rồi mũi chết. Má ơi, khứa AD không bắn trụ đi bắn lính nữa, vãi cái xít được. À rồi, bỏ trụ rồi. Xin lỗi AD, mình trách nhầm bạn. Rồi, ăn cái sơ này xong chắc là end game được rồi. Thanh niên Ken làm cái gì đây? Bắt lữ bố hả? Rồi xong, chết một mình đi không chịu đâu. Kéo theo Senio ra nữa nè. Rồi, giờ xử tiếp tới con chim này. Ê đù chạy à. Sắp bước vô combat tổng mà team bạn bị bắt lỉ hai người rồi. Ê đù, Ngộ Không đập mình. Má quýnh không vô máu luôn. Tội nghiệp Ngộ Không, chắc đây là lần đầu ổng gặp Maria Full Tank. Rồi, giờ chỉ còn lại hai thanh niên bò với chim này thôi. Rồi luôn, một anh đã đi. Anh thứ hai, end game thôi anh em. Team bạn đánh cũng không tệ. Có điều, mặc dù bò với chim khá là trâu, nhưng mà không có AD thì về sau lay chịu cũng không nổi. Ken team bạn cũng ráng fit tới mạng cuối cùng. Rồi, vậy là clip lần này của mình tới đây là hết rồi. Rất cảm ơn anh em đã bỏ thời gian ra để theo dõi. Nếu như có thắc mắc hay muốn đóng góp ý kiến, đừng quên để lại một bình luận. Còn nếu hay, hãy cho mình một like cùng một subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn anh em.